đơn vị tổ chức concert Blackpink tại Việt Nam chính thức xin lỗi về hình ảnh gây tranh cãi và những ồn ào vừa qua. Chiều 6 tháng 7, phía đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam đã đưa ra thông cáo chính thức sau loạt ồn ào những ngày qua. Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin website trụ sở chính tại nước ngoài của công ty tổ chức hai đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội có chứa bản đồ vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Chiều ngày 6 tháng 7, phía đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Blackpink tại Việt Nam đã đưa ra thông cáo chính thức sau loạt ồn ào những ngày qua. Toàn văn thông cáo báo chí từ IME như sau, trước một số thông tin đang gây xôn xao dư luận. Công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc IME, IME Việt Nam, chính thức lên tiếng xin lỗi trước sự cố về hình ảnh được lưu truyền trên một số phương tiện truyền thông. Đại diện IME Việt Nam đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các bộ ban ngành liên quan về sự việc như sau. IME là một công ty giải trí đa quốc gia được thành lập từ năm 2006 với hơn 11 văn phòng trên khắp châu Á, bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, mang lại cơ hội thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh tế giải trí và du lịch toàn cầu. Trang website lan truyền hình ảnh là trang website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là website chính thức của công ty Việt Nam. Công ty hiện tại chưa có website chính thức hoạt động đăng ký tên miền tại Việt Nam và chỉ hoạt động trên một số nền tảng mạng xã hội với định danh là IME Việt Nam. Về mục tiêu khi thành lập văn phòng tại Việt Nam và lý giải về hình ảnh bị lan truyền. Ông Brian Châu, CEO IME, cho biết, hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia IME có mặt. IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Mục tiêu của IME tại Việt Nam là mang đến cho người hâm mộ Việt Nam các chương trình và nghệ sĩ đỉnh cao của thế giới nên rất mong nhận được sự đón nhận và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất cho sự hiểu lầm đáng tiếc này. Hiện nay, để đảm bảo có được phương án tổ chức thực hiện chương trình tốt nhất, xứng tầm với một sự kiện quốc tế tại Việt Nam, công ty đang nỗ lực hết sức mình và tích cực phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan để hoàn thiện các thủ tục bổ sung chính thức cho chương trình. Một lần nữa, IME Việt Nam xin chân thành xin lỗi vì khiến những thông tin lan truyền gây hiểu lầm trong dư luận. Trong thời gian tới, những thông tin về sự kiện sẽ được hé lộ nhiều hơn và IME Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ từ phía các đơn vị báo chí truyền thông, sự chờ đón từ người hâm mộ cũng như sự quan tâm và hỗ trợ từ các bên liên quan.